Vì chúng ta biết nghệ thuật là nghệ sĩ, mà khi người ta là người nghệ sĩ rồi, người ta rất là chuộng những lời nói hoa mỹ. Tuy nhiên thì tôi nói mọi người là thuốc đắng giả tật thì sự thật nó mất lòng. Hôm nay thì không có nói nhiều nữa, tôi sẽ cho quý vị xem bản danh sách một số ca sĩ đã nói về cô Phương Hằng. Đây là những danh sách ca sĩ này, không ca sĩ diễn viên này, người ta gọi là cập nhật vào ngày 17 tháng 5 năm 2021. Đó là 11 người cập nhật danh sách nghệ sĩ chân chính nói lời chính nghĩa vạch trần các bảo vệ cái thiện. Đó là Nguyễn Hồng Nhung, Bảo Anh, Phạm Thị Hồng Ánh, Trịnh Tấn Vĩ. Vào ngày 11 tháng 5 thì có Kim Tử Long, nghệ sĩ Thành Lộc, Natalie, Nguyễn Anh Thư. Ngày 13 tháng 5 có Nguyễn Kiều Trinh, Khánh Loan, Chí Quang. Cái người này lên trên mạng người ta cập nhật cái danh sách này là những danh sách mà đã đứng vào cái hàng ngũ bảo rằng là bảo vệ cái thiện, nói lời chính nghĩa, vạch trần cái ác. Thì mấy cái người này là có những tiếng nói rất là mạnh mẽ. Ví dụ như Kim Tử Long, hôm trước mình cũng coi trên TikTok được một cái đoạn, ca sĩ này bảo rằng nếu chữa trị hết bệnh thì tôi nói hết bệnh, còn nếu chữa trị không hết bệnh thì tôi nói không hết bệnh, tức là không hết, chớ mắc mớ gì tôi phải nói thêm nó bớt để làm gì. Đó là những lời nói không phải nói là xuất phát từ sự chân tình. Tuy nhiên quý vị thấy là trong cái giới nghệ sĩ mà nói thật, nói như vậy là có khi là mình bị thủ tiêu đó quý vị. Trong cái giới nghệ sĩ thì mình nói mọi người rằng đó là 9 người 10